Hôm nay chị sẽ bày vẽ thủy tinh đục nha, thủy tinh có màu nha. Bài hôm bữa là thủy tinh trong rồi, thì thủy tinh này á thì mình phải lên khố trước, sau đó mình mới tẩy. Và cái này thì nó cũng tùy thuộc vào cái thủy tinh màu, nhưng mà nó có trong hay không. Có những loại là nó sẽ trong, mặc dù là nó có màu nhưng vẫn trong, nó vẫn phụ thuộc vào không gian. Và thứ hai á là thủy tinh đục, tức là thủy tinh mà không có nhìn xuyên qua được phần không gian luôn, thì mình sẽ đánh không gian đậm hơn, mình sẽ đánh cái vật đậm hơn. Còn thủy tinh mà nó vẫn nhìn xuyên qua không gian á thì mình cứ đánh vừa thôi, sau đó mình sẽ tẩy luôn cái ánh sáng bên kia luôn, giống như tương tự như thủy tinh trong. Và thứ ba là loại thủy tinh mù, tức là giống như cái dạng chai vodka mù á, vodka sương mù á. Thì đối với những loại mà thủy tinh mà mù á thì mình chỉ nên đánh và chừa sáng, nhưng mình không nên tẩy, tại vì tẩy là nó sẽ không đúng cái chất của nó. Rồi thì đối với thủy tinh, bây giờ mình sẽ vẽ cái thủy tinh có màu nha. Thì chị có dựng sơ cái hình trước rồi, thì cách dựng hình thì mình cũng tương tự là mình sẽ đo tỷ lệ này, tổng bề ngang bao nhiêu lần bề dọc. Thì lúc đầu chị đã đo là khoảng 3 lần mấy, 3 lần 7, 3 lần 6 gì đó, thì đã đo sẵn là tổng bề ngang bao nhiêu lần bề dọc rồi, mình đã canh vào trong tờ giấy rồi. Thì trong cái bài mà tỷ lệ đo tỷ lệ á, thì đối với bề 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 dọc á, bề ngang mình sẽ chia làm 5 đoạn bằng nhau đúng chưa? Bề tổng bề ngang này mình sẽ chia làm 5 đoạn bằng nhau. Thì đối với bề ngang á thì mình sẽ lấy một phần làm thấp nhất của vật, còn đối với bề dọc thì mình lấy một phần nó bỏ vào đây sẽ là một lần rưỡi, là mình sẽ được thấp nhất của vật đối với bố cục dọc này. Thì bài của mình đang vẽ là bố cục dọc, tại vì tổng bề dọc nhiều hơn tổng bề ngang. Thì dựng hình mình cũng canh tỷ lệ này, tại vì đó là một vật nên canh hai bên bằng nhau. Thứ hai mình sẽ cho nó là chiều bề ngang của cái vật bằng bao nhiêu, xong mình đó mình bỏ vào đó, mình cho đây là bề ngang này, mình so vào bề dọc bằng bao nhiêu lần, bằng 3 lần mấy thì tới đây là vừa này. Đó, hoặc có thể lên tới đây cũng được, thì vật nó có thể lên tới đây cũng được này, là cao hơn xíu cũng được, không sao hết. Đó, sao mình thấy vừa phải thôi. Còn nếu nó lên tới đây là nó bị lố rồi thì mình nên cho cái bề ngang nó ngắn lại, để sao cho cái chiều cao này nó chỉ ở đây xuống thôi là được này, đừng có lên cao quá là bài nó sẽ không đẹp. Và thứ hai nữa là lên cao quá hoặc cái này thấp xuống, cái này lên cao nữa thì cái bài này mình nó sẽ bố cục nó sẽ bự, nó sẽ bự hơn cái vật mẫu, là nó không không đẹp và không đúng, mà mình lên khó nó cũng khó nữa. Rồi bây giờ thì sẽ bài cách để dựng cái đoạn này này. Sau khi mình đo tổng dọc tổng ngang xong, thì mình sẽ đo tổng của cái này so với toàn thân thì bằng bao nhiêu lần, thì mình sẽ chia được cái đoạn này này, chia được đoạn này, sau đó mình sẽ đo tổng của ngang này, tổng cái bề ngang nhỏ này so với bề ngang này bằng bao nhiêu lần, xong mình chia ra mình lấy được cái bề này với bề này, mình sẽ dựng được cái phần cổ chai. Còn đối với phần vai này, cái phần này mình muốn dựng đúng á thì mình sẽ dựng như thế này. Tại vì phần vai này sẽ có mấy trường hợp như sau, là trường hợp thứ nhất là trường hợp vai tròn, thì phần này giống như là nửa của hình tròn. Thì nếu mà vai tròn á thì nó giống nửa hình tròn, thì mình chỉ việc là vẽ giống như nửa của hình tròn này. Đó, mình bo thành nửa hình tròn. Tại vì nhiều bạn cứ dựng cái cổ xong mình đưa ra đây luôn là nhiều khi nó không cân, hiểu không? Tức mình vẽ cổ xong bắt đầu đưa ra thì nhiều khi vẽ nó không cân thì nó lại không đúng. Nên mình cứ vẽ nó là hình nửa hình tròn. Mình dựng thành nửa hình tròn, sau đó mình có cái trục này, thì mình chia hai bên bằng nhau, xong mình nối cái đoạn này mình sẽ được cái phần phần vai và phần cổ chai nó liên kết với nhau và nó cân cái hình, nó không có bị lệch vai trái lệch vai phải, được chưa? Và trường hợp thứ nhất là vai cong tròn này. Trường hợp thứ hai là trường hợp vai nó hơi xuôi thôi, như thế này thì mình cũng sẽ vẽ nửa hình tròn, được chưa? Mình cũng vẽ nửa hình tròn, sau đó mình sẽ cho cái này nó hơi xuôi xuống một xíu này, nhìn đoạn này. Giả sử mà nó vai hơi xuôi ví dụ như thế này thì mình cũng vẽ nửa hình tròn, xong bắt đầu mình cho nó hơi xuôi xuống này. Rồi tương tự bên này cũng y như vậy, thì hai bên nó sẽ dễ cân hơn. Còn nếu như mà mình dựng á
mình để yên như vậy, mình cứ đưa cổ xuống đưa phần hai bên, xong là nó sẽ dễ bị sai. Rồi hoặc là nó phình hơn một xíu nữa, nó phình hơn hình tròn, thì mình cũng tương tự, mình cũng dựng hình tròn trước đã, nửa hình tròn trước, sau đó mình sẽ nâng cái vai này lên nè. Đó, đối với trường hợp vai mà nó nâng lên chưa, tức là mình phải vẽ một cái khúc cung hình tròn trước, sau đó mình nâng hoặc là thà hoặc là đưa xuống, nâng lên hoặc đưa xuống là nó tùy thuộc vào cái mẫu của mình nha. Tại vì cái chai thủy tinh nó sẽ có nhiều nhiều hình dáng khác nhau, nên mình phụ thuộc vào cái chai đó để mình dựng cái phần vai. Nhưng mà trước khi vẽ phần vai, mình phải dựng cho nó một cái đường vòng cung trước. Sau khi có đường vòng cung rồi thì bắt đầu mình nâng lên hạ xuống thì nó sẽ dễ cân hơn. Rồi đó là cái chuyện hình. Thì bây giờ mình sẽ lên khối nha. Thì đoạn dựng hình thì chị sẽ không qua tua nhanh nữa, chị lên khối luôn. Chị sẽ tải mấy cái đường sai đi. Đối với thủy tinh tinh độc quá thì mình sẽ lên khối trước, sau đó là mình sẽ nhớ mấy cái đường này, mấy cái phần vỏ chai này, cái nhãn này thì nó cũng là đường elip nha. Vẽ nó ra đường elip hết này, vẽ đường elip đáy này. Dựng nó là thành elip nha. Tại vì cái mẫu nó ở chỗ khác nên là chị phải dựng hình trước. Tại vì chị lúc mà chị quay là chị không có nhìn được cái mẫu, nên chị phải ngồi bên mẫu chị dựng hình trước rồi chị mới qua đây. Thì chị lên khối cho nó dễ. Nên cái đoạn tua nhanh dựng hình chị không tua nhanh nữa. Thì lên khối nó cũng tương tự như hôm mấy hồi mình học đúng chưa? Thì cũng phụ thuộc vào đường khối 1/3 này. Thì đây sẽ là đường tối nhất này. Thì đường sáng nhất nó sẽ nằm ở đây. Cách xác định sáng nhất nè, tại vì nó phụ thuộc vào cái hình dáng bên ngoài, được chưa? Nên là ví dụ hình dáng bên ngoài như thế này thì cái đường khối 1/3 sáng nó cũng sẽ nằm như thế này. Thì nhờ mình xác định nè, cái phần nào nhô nhất thì phần này có phải là phần phình không? Thì phần phình này mình kéo vào đây, kéo vào chỗ đường 1/3 sáng nhất thì chỗ này sẽ là sáng nhất. Thì cái đoạn này cong vào thì cái này phải chuyển từ trên xuống, chuyển từ dưới lên nữa thì chỗ này nó mới là sáng nhất được. Thì cái chỗ nào phình nhất thì sáng nhất thì đây, 1/3 sáng đây đúng chưa? Thì chỗ này lồi nhất này thì đoạn này sẽ sáng nhất này. Đó, thì đây sẽ là chỗ sáng nhất. Chỗ này giống như nửa hình tròn và chỗ này sẽ là sáng nhất. Thì bên này khối 1/3 phần nhãn, thì cái phần nhãn chai thì nó cũng có khối tương tự và cũng nằm trên đường khối tương tự 1/3 của chai luôn, vì nó ôm sát cái chai nên cái khối nó sẽ đi theo cái chai luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lên khối nha. Thì phần lên khối này á, chị sẽ tua nhanh một xíu.
Sau khi mà mình lên khối xong thì bây giờ mình sẽ tẩy nha. Thì mình tẩy tương tự giống như là mình tẩy inox vậy, nhưng mà mình sẽ tẩy thêm một cái đường bên kia, thì tẩy y như cái thủy tinh trong á. Tại vì cái thủy tinh đục này nó cũng cũng nhìn xuyên qua được phần không gian chứ không phải là thủy tinh mù. Còn nếu mà thủy tinh mù thì mình cứ đánh, mình chừa sáng thôi. Mình cứ chuyển dần về, mình chừa sáng như thế này là thôi, chứ mình không có tẩy. Còn mà nếu thủy tinh trong thì mình bắt buộc mình phải tẩy để cho nó bóng. Vậy thôi, tương tự như vậy thôi. Giờ sương mù thì cứ đánh như thế này là xong nha. Nếu như mà nó mù thì mình cứ chuyển dần về chỗ sáng nhất mà mình để y như vậy luôn, mình không cần phải tẩy. Còn nếu mà thủy tinh mà đục á, thủy tinh mà bóng á, thì bắt buộc mình phải tẩy. Ok. À, thêm phần cái nhãn nữa, phần cái nhãn chai á. Tại vì khi mà mình vào phòng thi á thì cái vật của mình rất là nhiều. Ví dụ thi Đà Nẵng thì trường Bách Khoa là từ 4 vật tới 5 vật. Còn thi mấy trường Đại học Kiến trúc hoặc là Duy Tân thì 3 tới 4 vật. Nên là số lượng vật nó nhiều. Nên là mình tập trung và mình đánh tổng thể. Mình sẽ đánh tổng thể khối cho vật, mình lên khối cho vật, mình tả chất liệu, mình đưa làm cho những vật ở gần nó đẹp trước. Sau đó rồi mình bắt đầu mới tỉa những cái chi tiết giống như là nhãn chai rồi có hình thù như thế nào hay là gì đó mình được quan tâm nha. Hoặc là cái chai màu này, cái nhãn chai nó màu đậm hơn là màu đen hơn thì mình đánh không được á. Nếu như mình đánh mới đầu mà đánh chưa quen á thì đừng nên vẽ cái nhãn chai màu đen nha. Mình nên cho nó màu trắng để thứ nhất là mình tận dụng cái đường không gian, đường chân trời để mình nhấn không gian, bật cái vật lên. Thứ hai nữa là mình sẽ không có kiểm soát được cái phần mà màu màu này nó tối, màu này nó tối là mình không kiểm soát được hai cái màu đó, thì chắc chắn là cái lúc mà dự hình mình đánh lên khối thì bài mình nó sẽ không đẹp, nó dễ bị xấu. Nên là trường hợp là nếu như mà mình thấy cái nhãn chai nó đậm hơn vật mà vật nó cũng đậm thì nên là mình nên chọn cái nhãn màu màu trắng. Tại vì người ta chỉ quan tâm tới chất liệu của vật nè, vật màu gì nè, thủy tinh bóng, thủy tinh đục nè, nó có đẹp hay không. Còn cái nhãn nó là chi tiết phụ thôi. Nên là khi mà bài mình đã đạt từ 7 điểm, 8 điểm trở lên, mà khi người ta cần tới cái chi tiết thì người ta mới chấm tới cái đó. Được chưa? Chứ chưa, họ chưa chấm tới cái đó. Nên bây giờ mình đừng quan tâm tới cái đó, giờ quan tâm tới chất liệu của vật trước. Nên là nếu không vẽ nhãn được thì nên cứ vẽ nhãn màu trắng nha chị. Rồi mình tải tương tự như bình thường nha. Mình sẽ tải chỗ sáng nhất trước. Cũng nhớ là sử dụng cục tẩy hình tam giác và mình nằm nghiêng cái này nha. Giờ mình tải chỗ sáng nhất trước nè. Nhớ là nó phải cong theo cái này nha, cong theo cái phần phần hình dáng bên ngoài này. Tại chỗ xanh nhất ngay một chấm này. Đối với thủy tinh thì mình không tải một đường dài giống như là inox, mà mình sẽ tải là từ trên hất xuống và từ dưới hất lên nha. Mình thả giống như mình sử dụng cục tẩy giống như là sử dụng cây bút á. Nếu như mà cây bút mình sử dụng nhấn thả là đậm nhạt dần biến mất, đúng chưa? Nhưng nếu mình sử dụng cục tẩy, mình sử dụng nhấn thả thì nó sẽ là nhạt đậm dần. Chỗ này nó có độ dài nên độ tương phản của nó sẽ mạnh hơn này.
Rồi xong cái độ dài này, tại vì nhờ cái phản quang này, phần độ dài này mình sẽ có được cái bóng đổ tối, nó sẽ bật được cái vật lên, được chưa? Rồi mình tải xong đường sáng nhất, thì bây giờ mình sẽ tải tới đường nhỏ nhỏ bên cạnh này, đường nhỏ nhỏ bên cạnh từ sáng nhất qua đây nè. Giống như inox nha, mình cũng tải inox nè, inox nó cũng tải tương tự. Trên nén nhỏ này thì mình chỉ tải ba đường thôi, là hai bên của đường tối nhất và đường sáng nhất thôi. Còn đây mình cũng tải năm đường như thường nha. Một đường mờ ở giữa này. Nhớ là nằm xuống xong mình đẩy từ từ nha, đừng có mà dựng cục tải xuống rồi bắt đầu đẩy một đường trắng bóc là không có phải nha. Mình sẽ nằm xuống nguyên cái mặt này nè, mình đẩy từ từ nhẹ nhẹ để cho nó ra một cái mảng sáng vừa vừa mù mù và nó không có sáng trắng. Sáng trắng là chỉ dành cho chỗ sáng nhất nha. Cách này áp dụng cho các bạn vào phòng thi luôn nha, tại vì phòng thi á là ánh sáng ở trong phòng thi nó bị rối, tức là nó sẽ nhiều hướng khác nhau, từ trái sang phải, phải sang rồi từ dưới lên, từ trên xuống, nó rất là nhiều hướng. Nếu như mà em sử dụng ánh sáng ở trong bài thi á, trong mẫu ở trong phòng thi á thì nó sẽ không đúng, nên là mình dễ bị rối, thì ánh sáng trong đó nó loạn rồi, nên là bắt buộc mình phải tự chọn cho mình một hướng sáng và mình có một cách vẽ riêng. Sau này vô phòng thi mình chỉ cần là dựng hình và mình đi ngõ khác mình đánh cũng được, mình xoay ngõ khác mình đánh cũng được, xoay ngõ khác mình đánh, mình lên khối mình tải luôn, không cần phải nhìn mẫu nữa, mình chỉ nhìn mẫu để mình xác định vật đó màu gì, chất liệu màu, chất liệu gì, xác định bố cục. Mình chỉ lựa chọn một cái góc thiệt đẹp để mình lấy cái phần bố cục thôi. Mình sẽ có được cái độ bóng của cái này. Sau đó là bắt đầu mình sẽ dìm, mình sẽ dùng nát mình dìm cái bên phản quang lại để đừng cho nó bị sáng quá, để cho cái phần mà bên chỗ sáng nhất nó sẽ là sáng nhất, nằm dìm lại nè. Đó, mình dìm lại đừng để cho nó sáng quá, tức là mình tải xong rồi bắt đầu mình sẽ dìm lại. Đó, mình dìm lại cho nó vừa vừa xuống để cho cái chỗ sáng nhất nó mới là sáng nhất. Ok chưa? Thì nó sẽ ra được chất liệu thủy tinh tối nhưng mà vẫn trong nha. Tại vì do bằng ánh sáng ấy, nên là cái màu nó không được đậm giống như ở ngoài. Rồi ok. Cái bài này mình sẽ chú ý là cái phần không gian này, phần đáy chai này, phần độ dài của phần ly này, được chưa?
Tại vì cái bài mà thủy tinh trong trước á thì cái nó khác với cái này. Cái này thì nó chỉ là nó có một cái độ dài, thì độ dài nó vẫn sáng như thường nha, tại vì hắn có một cái độ dài thủy tinh thì đương nhiên sẽ có phản quang tương phản mạnh đó. Còn nhớ là cái phần sáng là mình tẩy ra rồi thì mình sẽ dìm nó lại, và nhớ là mấy cái này mình tẩy nó mờ mờ giống như là inox nha, cái đoạn mờ dưới nó mỏng mờ mờ nha. Tương phản này sẽ không mạnh bằng inox, nó sẽ vừa thôi, chỗ chừa cho chỗ sáng nhất là màu sáng này. Thêm phần trên nha. Rồi, ok. Tại vì phần này nó là mù nên là chị sẽ không có tẩy. Chị để cho nó sáng sáng xíu thôi chứ chị không có tẩy. Được chưa? Rồi xong chất liệu thủy tinh nha. Thủy tinh đục nha. Rồi xong rồi, bài tiếp theo là chị sẽ vẽ về chất liệu giỏ nam trang nha. Nếu mà tụi em thấy hay thì có thể like và subscribe cho chị nha. Bye bye.